Em nói là ba mẹ ơi, con yêu cha nhiều, con muốn làm cha hạnh phúc. Nhất là món tteokbokki, bánh gạo Hàn Quốc. Tteokbokki. Dạ. Thì nói là ồ, cái đó là món tủ của anh á. Ừ. Thôi bữa nay em qua rồi anh nấu cho em ăn. Con biết là con bị dụ nhưng mà thôi con cứ để cho anh dụ con luôn. Cái buổi tỏ tình đó chỉ diễn ra là ổng đưa cho con bịch bánh tráng trộn, xong ổng tặng con cây hoa hồng, rồi không đút nến gì luôn tại vì không có hộp quẹt. Không có đủ tiền mua. Không có đủ dạ, tiền mua. Đúng rồi, chính xác. Ba ngày sau, chuyện xảy ra đó là ba ngày sau đó phải dạ, không? Dạ đúng rồi.